Yến xào có mấy loại? Mách bạn cách phân biệt các loại yến xào, có bao nhiêu loại yến xào hiện nay và cách phân biệt chúng như thế nào? Bài viết hôm nay mình sẽ giúp bạn giải đáp hết những thắc mắc đó. Thời xưa, yến xào được xem là món ăn cao lương Mỹ vị chỉ dành riêng cho bậc vua chúa tầng lớp giàu có. Ngày nay, loại thực phẩm này dần trở nên phổ biến và quen thuộc hơn trong chế độ dinh dưỡng của nhiều gia đình. Có thể nói, yến xào là món quà diệu kỳ mà thiên nhiên ban tặng cho con người bởi trong thành phần của loại thực phẩm này chứa hàm lượng dinh dưỡng vô cùng dồi dào cùng các khoáng chất thiết yếu vô cùng tốt cho sức khỏe không chỉ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể mà yến sao còn chăm sóc và mang đến cho bạn làn da mịn màng ngăn ngừa lão hóa hiệu quả bởi những lợi ích tuyệt vời đó mà trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại yến sao mỗi loại đều có những công dụng và cách chế biến khác nhau khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn trong việc phân biệt và chọn mua không cần phải lo lắng nữa bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn cách để phân biệt từng loại yến xào cùng theo dõi nhé dựa theo nguồn gốc nếu dựa trên nguồn gốc thì yến xào sẽ được phân chia làm hai loại chính là yến đảo và yến nhà thông qua tên gọi của chúng bạn cũng phần nào hiểu về nguồn gốc rồi đúng không nào yến đảo là loại yến sinh sống trong các hang động với điều kiện tự nhiên mát mẻ độ ẩm cao còn yến nhà sẽ được nuôi trong những căn nhà chuyên dùng để nuôi yến bên trong sẽ lắp các thiết bị dẫn dụ và công cụ tạo môi trường nhiệt độ giống với các hang động tuy sống ở những khu vực khác nhau nhưng nhìn chung yến đảo hay yến nhà đều phải tự bay đi kiếm ăn và tập tính sinh sản của chúng cũng khá giống nhau nên hàm lượng dinh dưỡng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, xét về giá thành yến đảo sẽ có giá cao hơn yến nhà. Yếu tố quyết định giá bán của yến đảo không phải nằm ở hàm lượng dinh dưỡng mà nó nằm ở phần chi phí và rủi ro các người thợ gặp phải khi khai thác ngoài đảo. Dựa theo tuổi già của yến, yến càng già sẽ làm tổ đẹp và to hơn so với yến non khi trưng cất độ nở và giòn dai của yến già cũng nhỉnh, thơm ngon và chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hơn. Bởi không sai khi người ta thường ví von, gừng càng già càng cay yến càng già càng ngon. Và tất nhiên, giá của yến già sẽ cao hơn so với yến non, dựa theo độ sạch của yến, nếu dựa trên độ sạch. Ta có thể phân thành ba loại chính là yến thô, yến sơ chế và yến tinh chế. Mỗi loại đều có những đặc điểm và giá thành khác nhau, yến thô, đúng như tên gọi của nó, đây là loại yến nguyên thủy, còn lông và chứa nhiều tạp chất. Loại yến này có mùi thơm rất đặc trưng cùng các nguyên chất và hàm lượng dinh dưỡng được giữ trọn vẹn. Tuy nhiên, khi chế biến yến thô sẽ mất khá nhiều thời gian cùng quy trình phức tạp. Để bảo quản loại yến này tốt nhất mà không gây ảnh hưởng đến chất lượng của nó, bạn hãy đặt ở nơi khô ráo, bọc trong túi kín để tránh vi khuẩn xâm nhập trong cả ba loại yến thì yến thô là loại có giá thành rẻ nhất yến sơ chế hiểu một cách đơn giản yến sơ chế là yến thô đã được làm sạch lông và các tạp chất đây cũng là loại yến xào được người tiêu dùng chọn mua và sử dụng nhiều nhất mùi vị và hương thơm của loại yến này khi chế biến lên khá giống với yến thô và hàm lượng dinh dưỡng vẫn được giữ hoàn toàn nguyên vẹn yến tinh chế đều được chế biến từ yến thô như hai loại trên nên yến tinh chế có hàm lượng dinh dưỡng tương đương tuy nhiên loại yến này lại có giá thành cao nhất trong ba loại sở dĩ như vậy vì yến tinh chế phải trải qua công đoạn làm sạch ép khuôn loại bỏ hoàn toàn tạp chất và chất lọc chất dinh dưỡng tốt nhất nên khi mua về người dùng chỉ việc chế biến mà không cần phải qua bước sơ chế yến phức tạp dựa theo màu sắc yến ngoài các yếu tố trên giá thành của yến xào cũng được quyết định dựa vào màu sắc của yến hiện nay có ba màu sắc yến phổ biến nhất là bạch yến hồng yến và huyết yến trên thực tế nếu xét về mặt giá trị dinh dưỡng thì bạch yến, hồng yến hay huyết yến đều có hàm lượng như nhau nhưng vì độ khan hiếm nên chúng mới có giá thành chênh lệch như vậy, bạch yến là loại tổ yến có màu trắng, là loại yến thông dụng và thường thấy nhất trên thị trường hiện nay. Và đây là loại có giá thành rẻ nhất trong ba loại, tiếp đến là hồng yến, loại yến này có màu vàng cam và theo như các nhà sản xuất Hồng yến có màu càng đậm thì giá thành sẽ càng cao, cuối cùng là huyết yến, đây là loại tổ yến có màu đỏ tươi và tất nhiên giá thành của nó sẽ cao nhất trong cả ba màu bởi độ hiếm hoi và khó tìm. Bởi loại yến này chỉ thu hoạch một, hai lần trong năm với số lượng rất nhỏ. Trong quá trình xây tổ, chim yến không đủ nước bọt nên phải dùng máu của mình để trộn lẫn vào nước bọt nên mới có màu đỏ tươi như vậy. Hiện nay, yến giả tràn lan khắp thị trường với mức giá tương đương hoặc thậm chí là cao hơn cả yến thật do đó người tiêu dùng phải luôn thật sự tỉnh táo để chọn mua yến tại những điểm bán tin cậy và uy tín hy vọng với những thông tin mà mình đã tổng hợp và chia sẻ có thể giúp bạn phân biệt được từng loại yến khác nhau để từ đó chọn mua được loại phù hợp với nhu cầu đối tượng sử dụng và khả năng kinh tế của gia đình nhé